Chào các anh em, mình là Lan Gừng Sa Đéc, ủa Lan Gừng An Giang, quen giới thiệu kênh kia. Thì hôm nay mình lại thấy được một cây cẩm cụ rất là hot, nó phong nó rất là lạ, nó giống như tơ vậy đó mọi người. Đó, thì mình đi vườn thì hôm nay mình chia của ông anh ở vườn ở dưới Sa Đéc thì được hai ba loại cẩm cụ khác nhau. Thì cẩm cụ thì mình chỉ phân biệt trên lá, độ dài của lá rồi hoa rồi thì nó giống giống với nhau. Nè, cây trồng này. Cái chậu này còn hai ba loại nữa nhưng mà ông không bán, có cái loại giống như lá trầu vậy này nè, nó có loại này giống như lá trầu thì ông không bán thì mình chỉ siêu tầm được hai loại này thôi, với một loại kia là ba loại thì nhà mình cũng tầm mười mười mấy loại nữa rồi. Hôm nào thì cây nó phát triển nó ra hoa thì mình sẽ quay từng thứ cho anh em xem, còn hôm nay chủ yếu mục đích của mình là mình quay cái cây này. Đó, cây này có đặc điểm là mình thấy ở trong đây là để trong mát thì lá nó màu xanh, để mình hắn là lá nó màu đỏ như vậy. Đó, thì hiện tại nó đang hoa thì loại này mình chỉ trồng sưu tầm chơi quay clip cho anh em thôi, còn mai mốt mình khi nào mình nhân giống thì mình bán một combo 10 loại hoặc 15 loại gì đó cho anh em chơi, để em khỏi mất công mà đi gom giống như mình. Thì mình chơi thì rất là thích những cái hoa, hoa nào cũng chơi chứ mình sưu tầm chứ mình không có xài kinh doanh như những người mua năm cánh trắng đâu. Thì anh em nào lại chơi thì vừa phải vừa bán thôi. Đó, thì mình bỏ công rồi mình đi sưu tầm. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Thì mình sẽ đặt đây là cẩm cù tơ, tại vì hoa nó giống như tơ chỉ vậy. Rồi, bye bye anh em.